Hiện các dịch vụ ngân hàng số, ngân hàng điện tử ngày càng trở nên phổ biến, thông dụng bởi những tiện ích mà nó mang lại. Để sử dụng các dịch vụ này một cách an toàn, bên cạnh các giải pháp công nghệ, kỹ thuật từ các nhà cung cấp dịch vụ, thì mỗi người dân cũng cần phải trang bị những kiến thức cơ bản và đặc biệt là phải cảnh giác với những tin nhắn kèm theo những đường dẫn trang điện tử lạ. Vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung VCB Digital Bank trân trọng thông báo. Tài khoản của quý khách hiện đã bị khóa, đăng nhập theo đường link đính kèm để xác thực ngay hôm nay. Tưởng rằng đây là tin nhắn từ ngân hàng Vietcombank, nên cả hai người đều không nghi ngờ mà đăng nhập vào đường link, làm theo hướng dẫn. Hậu quả là chỉ ít phút sau, tiền trong tài khoản của họ đã bị bốc hơi. Tôi cũng mất cảnh giác ở chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn là OTP đó dùng để chuyển tiền, mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó để mà tôi nhập vào cho nó nhanh thôi. Bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn của Vietcombank rồi thì gần như là tôi mất cảnh giác. Đấy, sự việc nó xảy ra như vậy. Sau khi tôi nhập vào mã OTP thì khoảng chừng không đầy một phút là có tin báo là đã chuyển tiền. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, gần đây trên không gian mạng đã xuất hiện tình trạng giả mạo tin nhắn của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Các đối tượng tạo tin nhắn trùng với thương hiệu các ngân hàng rồi chèn vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng và chúng có thể gửi cùng lúc cho nhiều người. Do chủ quan, nhiều người làm theo hướng dẫn và trở thành nạn nhân của bọn tội phạm. Các tin nhắn này được gửi đến dưới hình thức tên thương hiệu SMS brand name trùng với tên thương hiệu của các ngân hàng và được lưu trữ trong cùng cái luồng tin nhắn chính thống của ngân hàng, nên tạo cái sự tin tưởng, sự chủ quan và mất cảnh giác của người dân. Ngay sau khi nhận được thông tin từ khách hàng, Vietcombank Khánh Hòa đã nhanh chóng có các biện pháp để hỗ trợ khách hàng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để điều tra. Tôi cũng khẳng định là Vietcombank là không gửi cái tin nhắn SMS thông báo dịch vụ VCB Digibank bị khóa và cái đường link yêu cầu xác thực tài khoản. Vietcombank chỉ có một cái website chính thức duy nhất tại địa chỉ là http://vietcombank.com.vn. Tin nhắn có nội dung chứa các cái đường liên kết, gọi là các đường link đó. Tin nhắn từ cái số điện thoại của người thân hỏi vay tiền thì không nên thực hiện theo các yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các cái link trên tin nhắn để đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Để chủ động phòng ngừa những thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Khi nhận các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để kiểm tra lại thông tin hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời xử lý.